Khi vào trong buồng, chúng đưa cho chị một tập giấy, bảo chị hằng ngày hãy viết lại tất cả mọi sự việc từ khi vào Nam. Làm những cái gì, giao thiệp với những ai, đi những đâu, một cách chi tiết. Chị bị coi như giam lỏng. Giấy tờ chúng thu hết với lời khích lệ là viết tốt, viết xong mới cho về với gia đình. Gần một tháng trời cặm cụi viết, khi viết xong nạp cho chúng rồi, chị tưởng là chỉ 2-3 ngày nữa sẽ được cho về thăm gia đình. Nhưng chúng đã mắng, đã nạt nội chị là chúng đã biết hết mọi sự thật. Thậm chí chúng đưa và nêu cả hình ảnh chứng cứ. Thế là chị bắt đành phải khai báo sự thật là Sài Gòn đã tuyển mộ chị, huấn luyện chị. Và tương kế tụ kế để chị về Hà Nội, nằm trong tổ chức tình báo của miền Bắc hoạt động cho Sài Gòn, vân vân và vân vân. Khai viết xong một lần nữa, chị bị chúng đưa thẳng vào buồng số 6 mà tôi đã gặp. Buổi tối hôm đó đã muộn, tôi vẫn chưa ngủ được. Câu chuyện đời anh Lân vẫn còn làm đầu óc tôi bồng bềnh với nhiều ngã ngược xưa của cuộc đời. Bỗng đèn phục tắt, tiếng còi báo động lại hồng hộc ùng ục như tiếng nước nghẹn, rồi ré lên một hồi dài ư ử. Tiếng rú hải hùng của hồ còi chưa hết hơi thì những tiếng nổ đinh tai nhức óc đã bắt đầu rền gian kéo dài. Những làn chớp xanh lè cả bức tường trắng trước mặt, tôi tung chăn ngồi bật dậy. Lúc này, nhớ tên cán bộ ở quả lò đang chúi đầu vào trăng xê. Vậy là tôi lại tha hồ thoải mái kê hẳn một cái chân lên sàn để đứng cho cao. Tôi đứng sát cửa sổ nghiêng nghiêng ngó ngó ra ngoài trời. Cả một vạt trời phía đông bắc màu tím thẫm, từng chuỗi những dây chỉ bằng lửa, sợi to, sợi nhỏ, sợi cong cong tung tung, sợi thẳng tuột vắt ngang vắt dọc chọc tuốt lên bầu trời. Trong nhiều lúc cứ như tuyết rơi vào một đêm đông trên màn ảnh. Điều khác là những bông tuyết lại rơi ngược từ dưới đất lên trời và đủ màu xanh đỏ, da cam, trắng bạc. Trong bức tranh tuyết rơi ngược đó, vẫn có những luồng sáng trắng bạc dung dút chạy ngang chạy dọc, có lúc quay vòng vẽ lên những đoạn cung bằng lửa trắng hoặc màu da cam vàng ối ánh cả vào trong xà lim của tôi. Đột nhiên giữa bức màn tím thẫm ấy lóe lên một làn một lần, tôi giật mình hụp vội đầu xuống tưởng một quả bom rơi. Tôi vừa gượng đứng lên vừa mỉm cười tự chế nhạo mình, sao mà tôi can đảm thế. Tôi tạm tha thứ, chỉ vì đầu óc đang quá say sưa nhìn ngắm bức tranh muôn màu hầu quang nên đã không kịp phân biệt rõ ràng, đó cũng chỉ là một phản xạ tự nhiên mà thôi. Không khí đặc quánh lại, mùi mặn chua của thuốc nổ kích thích vị giác khiến cho tôi cảm thấy thèm thèm. Tự dưng cánh mũi của tôi phập phồng, ngực tôi như to dừng, rụt căng lên, hít sâu mãi vào cho đầy ấp hai buồng phổi cái mùi thuốc nổ say sưa đó. Chợt chẳng hiểu gì đâu, tôi nảy lên trong óc một ý nghĩ, một ước muốn thì đúng hơn, len lỏi vào tâm tư là được một quả bom rơi xuống giữa sân quả lò. Có thể có nhiều người chết kể cả tôi, thế là hết cảnh đọa đày. Nhưng chắc mũi của tôi sẽ được hít ngửi mùi ngày ngày mặn mặn chua chua đó một cách thỏa thuê. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn rất gần ngay đâu đây. Tôi nhìn thấy những chiếc lá bàn rung giật lên rồi rơi xuống một loạt. Có những chiếc lá còn xanh nguyên đang chao đảo lao xuống đất dù gió chỉ nhẹ nhẹ hiu hiu. Cả cái lưới thép tôi đang tì trán vào cũng rung lên. Tiếp theo là những tiếng lộp độp trên mái ngói, tiếng choang choang ở sân trong và sân ngoài. Phải nói từ ngày tôi dọn sang buồng 11 tới nay đã nhiều đêm nhiều buổi tối cả ban ngày tôi đã được nhìn theo dõi những trận không tập của máy bay Mỹ cũng như sức chiến đấu chống trả từ mặt đất, nhưng chưa có trận nào vừa lâu vừa hứng thú như trận đêm nay. Tôi đang mải mê dõi mắt về góc trời hướng đông, theo hai đốm lửa to màu da cam chạy vùn vụt qua những sợi dây lửa xanh đỏ lao xuống đất dưới góc xiên 30 độ. Thì một tiếng gào rít lên tưởng như có sức đè nổ cả cây bàn và làm sập cái xà lim tôi đang đứng. Cái nỗi tôi vội vàng giơ một tay lên đầu như chống đỡ. Quả thực có một luồng gió ào ạt quạt những chiếc lá bàn dấy lên đành đạch,
rồi thúc vào xà lim làm tóc tôi bay ngược ra phía xa. Hơi hồi hộp mà thực say mê, giá mỗi đêm có một trận như thế này thì cảnh đời ở xà lim đỡ sầu biết mấy. Tôi thấy hứng quá liền ho hai tiếng. Mãi một lúc tôi mới thấy chị bắt nhô đầu lên, tóc chị rối bù, mặt chị còn tái xanh. Tôi buồn cười viết mấy chữ hỏi: đầu tóc và mặt mũi của chị làm sao thế? Bàn tay của chị còn run run viết mệt quá. Tôi sợ quá, phải chui xuống dưới gầm sàn. Thực ra trong lúc máy bay bắn phá, đèn đốm trong quả lò tắt hết, nhưng nhờ ánh lửa của đạn bom nổ chớp sáng bầu trời, ánh cảm vào trong xà lim cho nên chúng tôi có thể trông thấy rõ nhau. Tuy vậy, để dễ đọc ra chữ, tôi và chị đã phải viết nét lớn hơn. Như vậy, với một ý tưởng, một câu hỏi phải viết lâu hơn, hoặc chỉ viết ý chính trong câu để người kia đoán hiểu ra. Thấy chị viết trả lời như vậy, tôi thầm nghĩ, thế mà chị lại nói là chị không còn thiết tha gì đến sự sống nữa, bây giờ chị lại làm như vậy. Tôi nghĩ như thế, nhưng thông cảm vì dù sao chị cũng là phụ nữ. Đêm khuya một mình một buồng trong xà lim án chém này, máy bay gầm rú, súng bom nổ rác ràng rạc, nhà cửa rung lên như trời sắp sập. Có khi mấy buồng kia ngay đàn ông cũng chui xuống dưới gầm sàn, huống chi là chị. Vì vậy tôi cười và động viên chị, đại ý là: chị thử nghĩ xem, nếu bom rơi trúng hay sát gần đây, dù có chui xuống dưới gầm sàn, tôi và chị cũng cứ dắt tay nhau cùng về bên kia thế giới. Còn như bom không rơi, việc quái gì phải chui vào đó cho khổ. Hãy như tôi, từ đầu trận đánh tới giờ, tôi nhìn say mê một bức tranh hào quang muôn màu. Bức tranh tuyệt vời đó lại có cả âm thanh nữa. Ngoài ra, người họa sĩ lại vừa xóa đi, lại vừa chấm phết thêm nhiều nét mới. Cũng cùng một chiếc khung, nhưng luôn luôn biến đổi màn ảnh. Thấy thái độ của tôi như vậy, chị cũng có vẻ đỡ sợ. Tôi quay ra sân, vì tai tôi chợt thoáng nghe tiếng chân người. Phải nói do sự cảnh giác cao độ luôn sẵn có trong tiềm thức mình, nên tôi nghe được tiếng bước chân người hoàn toàn là do trực giác. Chứ làm sao mà nghe nổi tiếng bước chân đi hay chạy trong lúc đạn nổ bom rơi ầm ầm ngoài kia. Chà, tên Nhiễm, y đang cúi gầm đầu lao đi về phía trước. Y chỉ mặc mỗi cái quần xà lõn chạy như điên, chúi xuống cái hầm cá nhân ở một góc sân xà lim. Cũng may y mãi chạy, chả còn hồn vía đâu mà ngẩng đầu lên. Giá ngưỡng lên chắc y đã thấy tôi rồi. Tôi cũng hơi giật mình vì bất ngờ. Tôi không thể nghĩ đang lúc tên bay đạn nổ lại có tên cán bộ chạy vào như vậy. Lúc tôi quay lại, chị Bắc đã biến mất rồi. Trận không tập này tương đối khá lâu, có lẽ gần 2 tiếng đồng hồ. Như vậy, Mỹ phải huy động rất nhiều loại máy bay ở nhiều tầng khác nhau, từ nhiều hướng khác nhau, thay nhau quần thảo với những bài bản của nghệ thuật không tập. Ngược lại, phía dưới đất chắc cũng phải giải ra không biết cơ man nào là đạn, là tên lửa, cứ như bắp sang suốt gần 2 tiếng đồng hồ, trong phạm vi ít nhất mỗi bề 20 cây số, như vậy là từ 400 đến 500 cây số vuông. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Bản Di Chúc Sống của Đào Thị Bắc.